Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh. Và mình là Thu Anh, Tarot Reader với hơn 7 năm kinh nghiệm. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nhất về bộ môn Tarot cũng như là huyền học nói chung. Và bài giảng của ngày hôm nay là về thực hành đọc nhá. Hôm nay thì không phải là lý thuyết gì cả, mà hôm nay mình sẽ thử trải bài thực hành cho các bạn để các bạn thấy áp dụng những kiến thức các bạn đã học vào cái trải bài này. Rồi, chủ đề của ngày hôm nay là về công việc. À, trước khi vào với bài giảng, các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh. Hoặc bạn nào muốn tham gia một nhóm, một cộng đồng cùng nhau chia sẻ kiến thức về Tarot, các bạn có thể tham gia cộng đồng Tự học Tarot cùng Thu Anh và theo dõi mình qua Instagram magicshop.tarot để theo dõi về ở trên Instagram thì mình thường chia sẻ cuộc sống cá nhân, ảnh selfie, ảnh mèo, ảnh sách, ảnh sở thích trên đó các bạn nhé. Rồi, tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Rồi đến bài giảng của ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sử dụng bộ bài tarot cơ bản này. Trải bài của ngày hôm nay, bạn nào mà đã theo dõi xem hết 3 video trải bài chuyện tình cảm rồi thì trải bài này cũng tương tự thôi. Sẽ có 3 câu hỏi. Mỗi câu mình sẽ rút 3 lá từ một bộ duy nhất nhá. Mình chưa vào phần dùng Oracle hay là Lenormand, mình chưa có dùng kết hợp. 3 lá cho mỗi câu hỏi và có 3 câu hỏi như sau. Câu 1 là điểm mạnh, câu 2 là điểm yếu trong vấn đề công việc á. Và câu 3, câu cuối cùng là công việc phù hợp, định hướng công việc phù hợp. Đấy, chúng ta có 3 câu hỏi như thế. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử rút bài và cùng nhau phân tích, cùng nhau trải bài này nhé. Đấy, bạn sáo bài lên, bạn sáo bao nhiêu lần tùy ý, sáo cách nào tùy ý. Bạn có thể đặt xuống và kiểu sao như thế này, sao cũng được. Không có vấn đề gì hết. Rồi, thế bây giờ rút 3 lá đầu tiên cho điểm mạnh đi. Bạn có 10 kiếm. Ok, điểm mạnh mà ra lá 6, sức mạnh và một gậy. Không sao cả nhá. Điểm mạnh ra lá xấu, điểm xấu ra lá tốt, chúng ta vẫn diễn giải được, không vấn đề gì. 3 lá đây, 10 kiếm này, sức mạnh với một gậy này. Các bạn nhớ, không biết ở đây có bạn nào đã xem trải bài về tình cảm với mình chưa? Trải bài thực hành đọc bài tình cảm á, thì mình cũng đã nói một cái mẹo. Đấy là khi mà các bạn vừa cầm bài lên, các bạn nên xem cho mình là những lá nào nhóm được vào với nhau. Và cái nhóm đó là ta nhóm vì nó có mang năng lượng giống nhau hoặc là mang năng lượng đối lập. Thì trong cái trải bài này bạn thấy bạn nhóm được cái nào? Mình thấy nhóm được ngay lập tức đấy là hai cái lá này, sức mạnh với 10 kiếm. Nó mang năng lượng đối lập. Đấy, nếu như 10 kiếm là nói về hình ảnh một người bị 10 kiếm đâm, có cái gì đấy như kiểu gục ngã rồi kiểu khổ sở. Thật ra thì nó sẽ là thế này này, 10 kiếm và hai cái lá này. Đấy, nó là năng lượng đối lập. 10 kiếm mang năng lượng tiêu cực và hai lá còn lại, sức mạnh và một gậy mang năng lượng tích cực. 10 kiếm có cái gì đấy xì chét rồi đau khổ rồi đau đớn xảy ra. Ok. Sức mạnh thì ok, là một cái người biết mình là ai, biết kiểm soát năng lượng của mình, biết kiểm soát sức mạnh của mình. Một gậy là cái người rất là chủ động, nhiệt huyết trong công việc. Thế ở đây chúng ta diễn giải như thế nào? Đấy là chúng ta diễn giải từng lá, nhưng bây giờ làm thế nào để đem cái nguồn năng lượng đó để trả lời cho câu hỏi điểm mạnh của bạn là gì trong công việc, điểm mạnh trong công việc của bạn là gì. Rồi, ở đây mình thấy được đấy là một người rất mạnh mẽ. Một người rất mạnh mẽ, có thể trải qua hoặc là chịu đựng rất nhiều khó khăn, biến cố, xì chét, áp lực, drama liên quan đến công việc. Đây là một người mà có khả năng, có sức bền rất là cao, có sức chịu đựng rất là cao và không bao giờ từ bỏ.
luôn tiến về phía trước. Có thể rất tham vọng, nhưng quan trọng là họ kiên cường, bền bỉ và mạnh mẽ. Có thể bề ngoài, mặc dù chúng ta thấy có hai lá tích cực, thì có thể họ thể hiện ra bên ngoài là một người mang năng lượng tươi sáng, lạc quan. Nhưng khi chúng ta quen họ lâu hơn, biết họ kỹ hơn, ta sẽ thấy được là họ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn để đạt được đến cái thành tựu ngày hôm nay. Có thể họ chưa có thành tựu nào cả, nhưng khi ta nhìn cái cách họ làm việc, cái thái độ về công việc và chướng ngại vật mà họ gặp phải, ta hiểu ngay được một chuyện là chắc chắn họ sẽ thành công. Chắc chắn là họ sẽ thành công. Dù vũ trụ có chơi ác với họ đến thế nào, thì chắc chắn là thành công hơn người bình thường. Có thể họ không đạt được đến mức Bill Gates hay là nói chung những người cực kỳ nổi tiếng, nhưng chắc chắn là hơn người bình thường với cái năng lực này của họ. Không phải năng lực mà nói đúng hơn là với sự bền bỉ, cam chịu này của họ. Nghĩa là không, mặc dù là 10 kiếm nó giống như là cái cực đỉnh đau đớn trong bộ kiếm, nhưng mà họ vẫn giữ được cái thái độ lạc quan mạnh mẽ và vượt lên. Tức là cái người này luôn biết cách đứng dậy sau khi ngã. Dù đời dúi họ sâu đến mấy, họ vẫn tìm cách leo lên. Cái trong tiếng Anh cái người này gọi là die hard, đúng không? Khó chết, không gì có thể giết được. Nói chung là mình thấy là quan trọng không phải là năng lực của bạn như thế nào, mà quan trọng là cái willpower, cái sức mạnh ý chí của bạn ra sao. Chỉ cần có sức mạnh ý chí, tức là các cụ có câu có sức người sỏi đá cũng thành cơm là vì thế. Thế bây giờ đến điểm yếu của người này nhá. Ba lá hiệp sĩ xu, tám xu và bánh xe số phận. Rồi, điểm yếu. Các bạn thấy không? Điểm yếu, điểm mạnh nó không liên quan đến lá đẹp hay lá xấu. Nó ra thì cứ ra thôi. Chỉ là mình biết cái ý nghĩa của lá, nhưng mình sẽ diễn giải sao cho phù hợp với câu hỏi. Đó, nó là cái hay của Tarot. Rồi, trước hiên với hiệp sĩ xu. Với ba lá này thì mình chưa thấy có thể nhóm được vào cái gì, mà mình sẽ diễn giải ba lá, mỗi lá một cái ý nghĩa tách biệt. Hiệp sĩ xu mang năng lượng của xu, nhưng mà có cái gì đấy nó chưa ở đến mức vua với nữ hoàng. Và hiệp sĩ vẫn là, nếu mà trong công việc á, thì hiệp sĩ và cậu bé là page, là mang năng lượng của cấp dưới, nhân viên. Ok, thì có thể là cái người này ý, là cái người mà đem lại cho mình cảm giác hoặc là họ không giỏi trong cái việc tiền bạc, quản lý tài chính, hay là cái người này thật sự không có tài lãnh đạo, không có khả năng lãnh đạo, không giỏi lãnh đạo, họ hợp làm nhân viên hơn. Tám xu như kiểu khẳng định cái điều này. Tám xu là một cái người rất chăm chỉ nhưng có xu hướng làm việc một mình. Cái người này có thể rất kỹ tính, mang năng lượng xử nữ nữa, kỹ tính theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng mà thế nào nhỉ, nếu mà bạn cầu toàn quá thì đôi khi bạn sẽ bị chậm, đôi khi ở bạn nó sẽ cản trở tiến độ công việc của bạn đấy. Và tám xu, bạn tưởng tượng mà xem, cái người thợ mà đang gọi là sao, cái này gọi là người ta làm gì, đang làm cái ra những cái thứ này, mang năng, cái người thợ, năng lượng của kiến thợ ấy, mang năng lượng của nhân viên, của cấp dưới hơn là lãnh đạo. Và cả hai lá này đều cho mình cái năng lượng của việc làm người này hợp làm quân hơn là làm chủ đấy. Nhưng mà vấn đề thế này, tại sao mình diễn giải như vậy, thì mình hiểu là ok, đó chỉ là một cái đặc tính, tính cách của người đó thôi. Tại sao nó lại xuất hiện trong phần câu hỏi về điểm yếu? Thì mình hiểu có thể là tại thời điểm hiện tại, người hỏi họ đang ở trong cái vị thế, vị trí lãnh đạo, có chức có quyền. Và bài ra ngụ ý cho họ, nó cho họ thấy là họ không hợp làm lãnh đạo đâu. Không phải ai cũng có khả năng làm lãnh đạo. Cái này các bạn phải thừa nhận với mình.
không phải ai cũng có tài làm lãnh đạo. Bị bạn bị bắt ép vào cái vị trí đấy, ok, bị bắt ép thì mình vẫn làm được, nhưng mà mình có phát huy tối đa cái năng lực của mình hay không, hay là mình phát huy tối đa năng lực khi mà mình được giao một nhiệm vụ cụ thể và mình hoàn chỉnh, hoàn hảo hóa nó, hay là mình đi quản lý người khác, vị trí nào khiến mình phát huy tối đa năng lực. Thì với người này đó là được, họ được giao một công việc và họ chỉ cắm đầu, chúi đầu và làm cái công việc đấy, nhưng nó sẽ là một cái công việc hoàn chỉnh, hoàn hảo và rất là tỉ mỉ. Nha. Thì có thể là họ đang nhăm nhe, đang muốn làm lãnh đạo, thì bài khẳng định luôn cho họ là mày không hợp đâu. Xả sao cả. Bây giờ bạn hiểu là ai cũng làm lãnh đạo thì ai làm nhân viên. Và chúng ta có một lãnh đạo và chúng ta có nhiều nhân viên. Đấy, nên nếu ai cũng có tài lãnh đạo, ai cũng leader thì thằng nào làm quân, thằng nào đi theo. Nha. Thế nên là đừng có đọc mấy cái trên mạng là phát huy khả năng lãnh đạo bla 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 bla. Tốt nhất các bạn nên hiểu bản thân mình. Nếu bạn là người thích follow hơn là người lead thì các bạn cứ làm follow, không sao hết. Đấy, thế thì cái lá cuối cùng gọi là điểm yếu thì nó không đúng lắm, là lá bánh xe số phận. Thì mình thấy ở đây cái lá này nó mang tính số phận đúng không? Mình nghĩ ngay đến lá 10 kiếm ở trên. Mình nghĩ là cái người này chắc là không may. Họ rất là chăm chỉ, rất là cần cù, nhưng vì lận đận chuyện công việc nên là hay gặp phốt, hay gặp drama thị phi. Đang yên đang lành thì bị công ty phá sản hoặc là bị đuổi việc mặc dù rất là chăm chỉ. Đấy, thì mình cũng có tìm hiểu về chiêm tinh nên mình biết được về cái nghiệp quả của con người. Mình hiểu thì hiểu được một chút, đặc biệt là trong nửa đầu cuộc đời chúng ta dành thời gian để trả nghiệp kiếp sau, và hậu vận là chúng ta để gọi là chúng ta hưởng thành quả từ kiếp này. Đấy. Thế thì có thể trong những năm đầu đời bạn này công việc rất là lận đận, mặc dù chăm chỉ và luôn cố gắng phấn đấu, nhưng mà không hiểu sao cái con đường đến với thành công của bạn ý lại khó khăn hơn người bình thường. Đấy, thì mới đầu mình không hiểu về cuộc sống, không hiểu về nhân quả thì mình sẽ thấy à như thế là bất công. Nhưng khi mà mình hiểu hơn, mình hiểu là à có thể là kiếp trước cái người này họ đã chăm chỉ và họ có quyền lực rồi, nhưng họ lạm quyền. Họ lạm quyền hoặc là họ có thành công quá nhanh, xong rồi họ kiêu căng ngạo mạn, họ chỉ trích, họ coi thường người khác. Thế nên kiếp này họ vẫn giữ được cái sự chăm chỉ đó, nhưng mà vũ trụ bảo được rồi, vì kiếp trước mày đã như thế nên kiếp này tao cho mày hiểu thế nào là thành công một cách khó khăn. Đấy. Thì đấy là câu chuyện thêm thôi, không liên quan gì đến trả bài cả. Thế bây giờ ba là cuối cùng. Về định hướng công việc cho bạn ý, 8 kiếm, hiệp sĩ ly với cả là hiệp sĩ gậy. Rồi, có tận 3 lá hiệp sĩ cùng xuất hiện nhá. Thì mình khá là chắc chắn là cái bạn này, bạn ý nên làm công việc, làm follower, làm người đi theo, làm cấp dưới hơn là tự làm một cái gì đấy cho riêng mình. Đấy, mặc dù là rất chăm chỉ, luôn nỗ lực học cái mới, nhưng mà cái yếu tố quan trọng để trở thành lãnh đạo thì mình chưa thấy ở đây. Đấy, 8 kiếm nói về cái sự bế tắc. Ok, bế tắc. Cái người này này thì nói thế nào nhỉ? Có thể nhá. Tại sao lại cái sự bế tắc, cái lá bế tắc nó lại đi kèm hai cái lá hiệp sĩ? Đấy, thì cái người này có thể là họ cảm giác có gì đấy họ chưa thật sự hiểu bản thân. Mình vẫn thấy cái người này, mặc dù đây không phải người cụ thể, nhưng mà trong cái người trong ví dụ này, họ có tận 3 lá hiệp sĩ, có xu hướng là họ không hiểu bản thân mình và đang cố gắng đạt được vị thế, vị trí lãnh đạo, hay là muốn, hoặc là có xu hướng tự mở một cái gì đấy cho riêng mình. Đấy, nhưng mà chẳng lẽ lại bảo với họ là không nên. Ừ, chúng ta không dùng từ, chúng ta nói giảm nói tránh, chúng ta không bảo là mày không hợp, mày không có tài. Đấy, chúng ta bảo là không nên, bạn mở thì bạn không có lộc. Bạn mở thì bạn không có lộc. Thế nên là định hướng công việc của bạn là bạn cứ tìm, bạn thì bạn này là bạn giỏi, giống như kiểu là cho bạn một cái gì đấy, bạn làm rất là chỉn chu, tỉ mỉ, cẩn thận, thì có thể làm
công việc à? Có thể là nghiên cứu. Ừ, vì bạn này có xu hướng làm một mình tốt hơn là làm với người khác. Nghiên cứu, cho bạn ý một cái đề tài, cho bạn nghiên cứu, bạn sẽ đem đến một cái sản phẩm hoàn chỉnh chỉn chu. Đấy, những một cái bài nghiên cứu hoàn chỉnh. Bạn này thì mình thấy thiên về làm cái gì đấy nó cần sự hoàn chỉnh tỉ mỉ hơn là công việc hành chính số mã sổ sách bình thường nhé. Ừ, hoặc là bạn làm họa sĩ, nghệ sĩ, cho bạn ý một bức tranh, à cho bạn ý một cái đề bài, bảo bạn vẽ cái này đi thì bạn sẽ vẽ rất là đẹp. Đấy, nhưng bây giờ bảo bạn vẽ theo kiểu tự do đi thì chưa chắc cái người này cần guide, cần cái người ở trên bảo họ làm gì, làm gì, làm gì. Ok. Ừ. Rồi, thì đấy là trải bài ngày hôm nay, hướng dẫn trải bài ngày hôm nay. Đấy, dĩ nhiên với cái trải bài này bạn có thể dùng thêm bài Lenormand, ví dụ như Lenormand để tiên tri thêm công việc của bạn ý thời gian tới, hoặc là Oracle lời khuyên của bạn ý lúc này. Nhưng mà cái đấy để sau. Hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn bằng tarot thôi. Rồi, thì đấy là cái bài giảng của ngày hôm nay. Chắc mình sẽ dừng bài giảng hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và đừng quên là theo dõi fan kênh này, theo dõi kênh, ấn like video, cũng như là ủng hộ fanpage, ủng hộ nhóm tự học, coi như là một cái cách để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn lần nữa. Bye bye.